Chào cả nhà. Có nhiều bạn hỏi mình trồng loại cây gì để có một vườn bông rực rỡ quanh năm mà khỏi phải săn sóc nhiều. Đúng là câu hỏi của những bạn muốn sống nhàn hạ mà vẫn thưởng thức được một vườn bông đẹp đẽ. Sau một thời gian trồng thử nhiều loại cây, mình lựa chọn 3 loại bông sau đây. Thứ nhất, vinca. Người Việt mình có nhiều tên khác nhau: hoa đồng ngò, hoa ngạo dừa. Có người gọi là bông móng tay, có lẽ bởi vì ở bên Việt Nam ít khi thấy loại bông này. Loại hoa này có rất nhiều màu sắc khác nhau: đỏ, hồng, tím, trắng. Đó là loại bông sống ở vùng nhiệt đới, cần nhiều ánh nắng mặt trời, có thể chịu đựng được khí hậu khô ráo, cây không cần tưới nước thường xuyên, nên nếu trồng ở nơi không thoát nước sẽ dễ bị úng rễ mà chết. Bông và hạt rụng xuống sẽ có cơ hội bọc cây con dễ dàng. Mùa đông quá lạnh, cây sẽ chết. Nhưng cây con bọc lên từ hạt quả năm trước, sống rất khỏe mạnh. Chẳng bao lâu chúng ta sẽ có một thảm hoa đủ màu. Cây cao từ 6 cho tới 18 inches, lan theo bề ngang cũng cùng một kích thước đó. Loại bông này rất thích hợp cho những zone 10 và 11 ở Mỹ. Nguyên thủy của loại bông này từ vùng Madagascar. Bông nở thường từ tháng 6 cho tới mùa đông. Những vùng nóng và ấm áp như Texas, bông nở sớm hơn. Loại thứ hai mình muốn nói đến là Melampodium. Người Việt mình gọi bông này là bông cúc dại, bởi vì thường mọc ở những nơi hoang vu hay bên lề đường quê ở bên xa lộ. Melampodium là tên chung của 40 loại hoa khác nhau họ hàng nhà cúc, mọc ở Bắc Mỹ và Mỹ Tây Cơ. Người khó tính đến mấy nhìn một rừng cúc dại cũng phải mỉm cười cảm ơn thiên nhiên. Cúc dại có thể chịu đựng được thời tiết rất khắc nghiệt, thích nắng mặt trời và chịu được khô ráo, có thể trồng được từ zone 5 cho tới zone 10. Nó sẽ chết khi bị đông đá, không dễ bị bệnh hay bị fungus. Ở đây những bông này mới trồng được trong vòng 1-2 tuần lễ. Những cây bông cúc này mọc lại từ những hạt mầm rơi xuống từ năm ngoái mà mình không cần phải trồng lại. Những bông cao như vậy đã mọc được khoảng từ 3 tháng trở lên. Thường bông cúc dại sống rất lâu, cho nên mình không cần phải cắt những bông quá già. Loại thứ ba mình muốn nhắc tới là Lantana. Lantana có rất nhiều màu khác nhau: vàng, hồng, đỏ, trắng. Những loại bông vàng thường thường mọc xà xà dưới đất, cao khoảng 6 cho tới 18 inches và nó chảy dài ra có nhiều khi tới 3-4 feet. Nếu chúng ta không muốn nó sùm quá, có thể tỉa bớt những cành quá dài. Các bạn nhìn thấy đây là loại bông
nên nó là màu vàng tươi, rất đẹp. Loại này mọc thấp, gần sát mặt đất. Đây là loại bông lân màu đỏ tươi. Giữa bông có những đốm vàng, nhìn rất đẹp mắt. Nếu trồng lẫn những bông đỏ và những bông vàng khác thì màu đỏ tươi nổi bật hẳn lên, nhìn rất đẹp mắt. Những loại bông khác như màu trắng hoặc màu hồng, nó cũng cùng một thứ với loại màu đỏ, mọc cao chứ không mọc xà dưới đất như loại màu vàng. Đèn tha không cần phải tưới nước nhiều mà rất chịu được nóng và khô, thích ánh nắng mặt trời.